Chào mừng Nguyễn Nhờ đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái thùng đựng đồ nghề của hãng Oncor, khá là cứng cáp luôn, có cái mã là A32022. Cái dòng này có cái size là 51 cm tương đương với 20 inch. Về phủ bì của nó anh em là 51, dài 51, rộng 30 và cao là 26,5. Giá bên cửa hàng mình đang bán là 710.000 cho cái thùng như thế này. Đó, thùng này được thiết kế cái nắp bằng trên ha, thiết kế dập rất là nhiều xương như này nên cái nắp này nè cứng cáp cực kỳ luôn, anh em có thể đứng trên cái thùng này được luôn nha. Cái tay xách này là bằng nhôm, cái tay này nè nhôm, phía đây có chùm cái cao su cho êm tay nè, hai cái cán đầu hai bên này là bằng nhựa và xương rất là cứng cáp đây nè, đang thấy những cái xương trong này ha, nó có những cái xương đan ở trong đây rất là dày và cứng nha. Đó là về cái tay cầm ha, cực kỳ cứng luôn. Về cái bát này là bằng kim loại đó, bát là kim loại. Về cái thân anh em thì cái thùng nó làm bằng tôn nha, làm bằng tôn, dừa nó chạy dài từ đây xuống tới cái đáy đó vào qua bên kia, chỉ có hai cái nắp hai đầu ở bên đây thì nó chụp bằng nhựa nha, nắp bằng nhựa rồi hai cái chụp hai đầu này nè, nó dính đó, nó chụp bên đây ha, và nó chụp bên đây, hai bên đây bằng nhựa nè, còn đây bằng tôn. Và cái thể tích bên trong khá là rộng nha anh em, rất là rộng luôn. Thì cái thùng này mang cái thương hiệu Oncor, một thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Meridian International ha, chuyên sản xuất và xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Thì ngoài cái thùng ra còn sản xuất những cái công cụ đó, nhưng mà mình đang giới thiệu về những cái thùng cho anh em thôi ha. Dòng này thì được thiết kế hai một cái tay móc nằm đây để chúng ta khóa lại nè nha. Đó là về tổng thể bên ngoài của cái thùng như thế này đây. Phía sau thì nó những cái bát này anh em nó làm cứng cáp cực kỳ luôn nha, rất là cứng. Nói chung thùng này mình có hàng mẫu trưng bày ở bên cửa hàng 876 88 Lạc Long Quân, anh em có thể ghé anh em xem những cái thùng trưng bày như thế này đây nha, để anh em có xem có nó ok thì mình có thể mình mua. 710.000 giá tại cửa hàng chưa gồm với ship nha. Về phần bên trong á, thì anh em có thể thấy là cái nắp này nè, cái nắp này nè nó được xương nè, thấy không, nó xương, nó đang caro, nó đang rất là nhiều xương trong đây, kể cả cho đây cũng vậy, những cái đường này là xương nè, nó giúp cho cái nắp này nó cứng cáp cực kỳ luôn ha, rất là cứng đó. Cái chỗ hai cái quai sắt em để nè, hai quai sắt để làm bằng xương ha. Đó, rất là cứng. Rồi đây là nó có cái khay nằm ở trên để chúng ta đựng những cái đồ nghề nè. Cái dòng này được thiết kế bằng đá bằng tôn nên diện cái diện tích bên trong anh em nó rất là lớn. Giờ mình sẽ đo cho anh em thử cái bên trong nó là bao nhiêu nha. Cái chiều dài của nó luôn là tới 50 nè anh em ha, đây nè 50 luôn á, nó không có khác so với phủ bì là mấy luôn. Còn bề rộng đây là 25,5 nè nha. Còn chiều cao ở đây mình tính tới đây thôi nó là 10 17 nha, tính từ mép này thôi. Vậy. Còn khi mình đưa này vô thì nó đưa hàng này đi xuống nữa nè nha. Đó, thì cái nắp ở trên đây cũng khá là rộng. Nắp bên đây thì cái bề ngày nay cũng là 21 nè, nha, mình tính cái nắp này thôi. Đó 21,5 nè, chiều dài của cái nắp này nó là 44,5 nè ha. Chiều cao của cái này thì nó là khoảng là 5 cm. Đó, thì cái nắp này anh em có thể đựng khá là nhiều đồ nha. Cũng thiết kế cứng cáp lắm nha nè, nắp này một là nhựa cũng hàng cao cấp á. Đó thì nắp này nó đựng khá là nhiều đồ ha, cờ lê rồi những đầu khẩu hay là những cái điếu những cái gì đó chúng ta thấy ở đây. Còn cái thùng ở đây thôi chúng ta đựng rất là nhiều máy luôn nha. Còn cái bên đây thì cái nắp xương hai bên hông nè, nhựa thì cái những cái dòng này là nó được đan rất là nhiều cái xương caro nằm ở đây ha, cái xương nè khít luôn anh em nên nó cứng cáp lắm, nắp này nó cứng cáp cực kỳ ha. Cái dòng này thì nó được chùm nguyên cái thiết kế là nguyên dàn nhựa đây nè, nó chùm vô rồi nó bắn những cái rivet lại nên anh em đựng cái này là đựng rất là nhiều đồ trong đây đó, anh em có thể thấy nha, rộng mênh mông luôn nè, giá chỉ có 710.000 thôi nhá. Đó rồi nắp ở đây đó, cứng cáp ha. Rồi gặp lại hai cái bát là kim loại khá là cứng luôn nha. Đây đó, cái thùng này là 20 inch nha, tương đương với là 51 cm á, cứng cáp ha. Dòng này chúng ta có thể xách đi, chúng ta để ở nhà được anh em á, chúng ta chở xe, nếu mà chúng ta chở xe để đựng đồ nghề á, thì chúng ta phải để phía sau, chứ cái thùng này chúng ta không có để trước được nha, nó hơi dài. Nếu anh em đựng đồ nghề thùng đằng trước thì mình sẽ đựng mua thùng nhỏ hơn một chút. Về phía sau đây thì nó được thiết kế cái này, khi mình để cái thùng chúng ta đưa vô nè nó bằng luôn, bằng này luôn ha, nó không có bị cộm lên đó anh em thấy ha. Trên đây có hai cái gù để nó tựa vô hai cái nắp này đó, rất là hay ha. Về mẫu thiết kế này cũng đẹp cực kỳ luôn. Rồi ok anh em á, chỉ có 710.000 thôi cho cái thùng này. Về ở phía dưới đáy đây nè, cái to này thì nó dập sóng ha, phía đáy này thì có bốn đầu này, có hai cái gù đây nè, bốn cái, một bên đây nó có hai cái nhựa để sẵn nè ha, để chúng ta để cái trên mặt phẳng nó không có bị cấn cái đáy thùng này nha anh em. Đó này thì khỏi sợ thấm gì rồi ha, cái này nó cứng lắm anh em ơi nha, bằng to hết, cứng cáp cực kỳ luôn, em phải xem này nha. Đó.
Rồi ok, anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại dưới được mua hàng nha, giá tại cửa hàng chưa với ship. Hàng này về Onco thì bên cửa hàng mình trưng bày rất là nhiều mẫu ở bên cửa hàng, có mẫu sẵn luôn, anh em có thể ghé bên cửa hàng mình xem những cái mẫu đó nữa, nó còn nhiều mẫu lắm. À, để anh em có thể mình thùng lớn thùng nhỏ thì nó cũng có, nhưng mà thấy cái thùng này rất là ok. Đó, anh em cảm thấy phù hợp có thể liên hệ đi mua. Rồi một nữa, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.